Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng quý Phật tử, hôm nay Thầy nhận được câu hỏi của Phật tử Minh Tánh. Phật tử hỏi Thầy: Kính bạch Thầy, tại sao trong Phật giáo Nam Truyền không có Phật A-di-đà và Bồ Tát Quán Thế Âm? Xin thưa, đây là câu hỏi hay mà Thầy thiết nghĩ Phật tử chúng ta cần phải tìm hiểu cho thật kỹ, chứ không thì chúng ta cũng bị hoang mang trong niềm tin của chính mình. Thời gian gần đây, có những vị chư tôn đức, quý Ngài tu theo trường phái của Nam Truyền Phật giáo, quý Ngài khẳng định rằng không có Phật A-di-đà, không có Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng quý Phật tử đừng hoang mang, bởi vì đó là quý Ngài căn cứ dựa trên nền giáo lý của Nam Truyền Phật giáo để nói, để khẳng định. Đúng thì Phật giáo Nam Truyền chúng ta không thấy nói về hình ảnh của Đức Phật A-di-đà, không thấy nói về hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng đi vào hệ thống tư tưởng của Bát Truyền Phật giáo, tư tưởng Đại Thừa, chúng ta thấy hầu hết tất cả những bài kinh đều có nói về cảnh giới của Phật A-di-đà, nói về công hạnh của Phật A-di-đà, nói về công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ đâu có sự khác biệt này? Ngược lòng dòng lịch sử thì chúng ta thấy rằng sau Đức Phật nhập diệt hơn 100 năm thì trong nội bộ của tăng đoàn Phật giáo có sự chia rẽ, và từ đó có sự phân chia bộ phái, hình thành thành hai bộ phái lớn, đó là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ là bộ phái giữ truyền thống nguyên thủy, Đại Chúng Bộ là có cái tư tưởng cách tân. Thượng Tọa Bộ thì muốn giữ nguyên bản những cái gì ngày xưa Phật nói, những gì ngày xưa Phật dạy thì giữ nguyên như thế, không thêm không bớt. Còn trong tư tưởng của Đại Chúng Bộ thì có một chút thay đổi, là thấy những gì phù hợp với thời đại, phù hợp với việc giảng dạy truyền giáo, truyền giới và độ chúng sanh thì quý Ngài có một chút thêm bớt ở trong ấy. Và sự thêm bớt này không phải tự ý mà Đại Chúng Bộ thêm bớt. Đại Chúng Bộ căn cứ vào lời dạy của Đức Phật. Đức Phật đã từng nói lời dạy của Như Lai, nếu như các ông nghe được, các ông thấy phù hợp với thời đại, với đời sống tu tập, để giáo hóa chúng sinh hợp thời, hợp căn, hợp duyên thì giữ. Còn nếu như thấy không phù hợp trong thời đại đó, quốc độ đó, cảnh cõi đó thì chúng ta có thể bỏ đi, không sao cả. Nên tư tưởng của Đại Chúng Bộ đi theo sự cách tân có một chút đổi mới, nhưng không hề mất đi cái gốc. Và tư tưởng của Đại Chúng Bộ có hình ảnh, có công hạnh, có cảnh cõi của Đức Phật A-di-đà, có hình ảnh, có công hạnh, có cảnh cõi và có lịch sử của Bồ Tát Quán Thế Âm. Như vậy Thầy muốn nói rằng, nếu là một người Phật tử tu theo Nam Truyền Phật giáo, các vị có thể không tin Phật A-di-đà, các vị có thể không tin Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng các vị hãy tin tuyệt đối vào Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Vì sao Thầy nói như vậy? Vì chính khi các vị tin hoàn toàn tuyệt đối vào Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì có nghĩa là các vị đã tin vào Đức Phật A-di-đà và Bồ Tát Quán Thế Âm. Thầy xin nói với Phật tử của Bát Truyền Phật giáo, nếu như các vị có nghe quý tôn đức bên Nam Truyền Phật giáo nói rằng không có Phật A-di-đà, không có cõi cực lạc, không có Bồ Tát Quán Thế Âm, thì các vị cũng đừng hoang mang, bởi vì các ngài theo hệ tư tưởng của Nam Truyền mà nói. Các vị vẫn giữ niềm tin tuyệt đối với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vẫn giữ niềm tin tuyệt đối với Đức Phật A-di-đà và niềm tin tuyệt đối với Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin thưa, nếu như chúng ta bị lung lay niềm tin, chúng ta bị hoang mang thì tự bản thân chúng ta đã bất an, mà bất an thì chúng ta không thể ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống tu tập của mình. Người học Phật tu theo Phật là để được an lạc, người học Phật tu theo Phật là để đoạn trừ khổ đau, dứt bỏ, dứt sạch tất cả những bất an cội gốc của đau khổ, chứ không phải học Phật để rồi hoang mang, học Phật để rồi bất an. Nếu như chúng ta là người đã có niềm tin rồi thì chúng ta nên nhớ rằng
tất cả mọi cái được diễn bày trong thời đại này, mọi sự được giảng giải trong thời đại này đều là phương tiện mà giảng bày thôi, chứ không phải là cội gốc. Cội gốc vẫn là sự tu tập để có được an lạc giải thoát của chúng ta. Nên ở đây có sự sai biệt về tư tưởng của Nam Triền và Bắc Triền. Thầy nói sơ sơ để Phật tử hiểu. Nếu như các vị có thể tìm hiểu sâu hơn thì có thời gian các vị nghiên cứu về những bài giảng của chư Tôn Đức, các vị sẽ tìm hiểu thấy rõ ràng hơn về vấn đề này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa thì chắc cũng hơn 2 tháng rồi tôi mới có dịp về đây. Bởi vì thật sự ra tôi cũng muốn về đây lắm, nhưng mà thầy trụ trì ổng chuyên gia mời trễ hơn người khác. Tôi thì tôi hay đi giảng vào các ngày sám hối, nhưng mà toàn là ổng mời sao không. Mời sao cái đôi khi ổng trách. Ổng trách ổng nói thì chùa ở rừng nghèo cho nên giờ thỉnh ông không về. Nhưng thật sự không phải, bởi vì mình cũng muốn về, nhưng mà vì mình đợi ảnh hoài, ảnh không mời. Cái thầy khác người ta mời rồi ảnh mới mời. Rồi trong khi đó mình nhận lời của mấy thầy rồi. Trong cái đợt này cũng vậy, tôi cố tình tôi đợi ổng rồi ổng có mời tôi không. Đợi cách nay mấy ngày cái ổng mời, thấy nó mừng gì đâu. Không không mà năn nỉ ổng cho tôi về đây nói chuyện với Phật tử của ông thì nó cũng kỳ. Thì hôm nay mình chia sẻ với nhau một cái đề tài, đó là lòng nhân ái. Xin thưa, thời Đức Phật còn tại thế, có một vị vua. Ông này thì ông không theo riêng biệt một tôn giáo nào hết. Đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ có bao nhiêu tôn giáo là ông thờ hết bấy nhiêu tôn giáo. Trên bàn thờ có đầy đủ tất cả các vị giáo chủ. Và khi đó ông chưa có thờ Phật. Ngày thường ông không bao giờ biết nghĩ đến cái việc là dân trong nước mình còn nghèo, còn khổ. Ông chỉ biết lên triều, thiết triều, lo vài cái việc là giữ yên bờ cõi, thế là xong. Cho đến một hôm ông tự hỏi lòng của mình rằng, lâu nay ta chưa bao giờ nghĩ đến người dân của mình. Bởi vì chính cái cảnh sống đầy đủ, cái cảnh sống xa hoa nhung lụa của một vị đế vương khiến ông quên đi thần dân của ông còn rất nhiều người nghèo khổ. Ông sực tỉnh, ông biết rằng lâu nay mình có cái lỗi. Cái lỗi đó chính là thờ ơ và bỏ quên đi những người dân trong nước của mình. Thế là ông mới phát cái tâm lành, đó là tất cả những châu báu chứa trong kho mà ta có được, ta sẽ đem ra và phát hết cho dân chúng. Bất kể dân chúng đó là người ở tỉnh nào, ở huyện nào, nghèo hay giàu không cần biết, như cứ đến hoàng cung, ông đều phân phát ngọc ngà châu báu. Và ông cho người đổ cái đống châu báu ra trước cung đình vậy đó, trước hoàng cung. Mỗi người đi đến thì được hốt một nắm. Không biết trúng cái gì, không biết, nhiều ít không cần biết, nhưng mỗi người đi đến đều được hốt một nắm. Lúc bấy giờ Đức Phật của mình, Ngài thấy vị vua này có thể hóa độ được, và đã đến lúc ông này cần phải hướng tâm và tu theo Phật Pháp. Bởi vì các vị biết, mỗi buổi sáng Đức Phật đều dùng
cái tệ nhãn của mình để Ngài quan sát. Vào trong cái cuộc đời ngày hôm nay, ai sẽ là người được Ngài đem Phật Pháp đến tưới tẩm, dịu dắt? Ai là người có thể trở về với thánh đạo? Và mỗi buổi sáng Ngài đều quan sát và thấy người nào có cái nhân duyên đến lúc cần phải được nương nơi Phật Pháp, trở về với Phật Pháp và thấm nhuần Phật Pháp, thì Ngài đến với người đó. Thì Ngài quan sát, Ngài thấy ông vua này là người đến lúc đầy đủ nhân duyên để đón nhận giáo pháp của Như Lai. Vì ông vua này không có biết Phật là ai hết, cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới thị hiện là một người phạm chí. Người phạm chí có nghĩa là một vị thờ giáo chủ, là vị trời phạm thiên, giả dạng là người phạm chí, ăn mặc và phong thái của một người phạm chí đi đến, và cũng giả dạng làm người đến để xin châu báu của nhà vua. Ông ta đến thì ông ta hốt một nắm châu báu, rồi sau đó ông bước đi 7 bước, ông dừng lại và ông lui trở lại, ông trả nắm châu báu về chỗ cũ. Lúc bấy giờ nhà vua mới nói rằng: à, này Khanh, tại sao Khanh hốt một nắm châu báu mà Khanh không đem về mà Khanh lại trả lại? Thì lúc bấy giờ người phạm chí mới nói rằng: thưa đại vương, tôi nghĩ một nắm châu báu đem về có thể cất được một cái nhà, cất được một cái nhà, nhưng tôi nghĩ rằng tôi còn phải cưới vợ, còn phải sanh con, thì một nắm châu báu đâu có đủ. Nhà vua mới nói rằng: à, ta cho ông 2 nắm, ông hãy hốt đi đi. Ông lại ông hốt 2 nắm châu báu. Hốt rồi thì ông đi cũng 7 bước và ông trở lại, ông trả 2 nắm châu báu. Nhà vua mới ngỡ ngàng: ông còn thấy chưa đủ nữa sao? Ông nói: thưa đại vương, đủ cho tôi cất một cái nhà, cưới một thê tử, sanh cho tôi một đứa con, nhưng rồi con của tôi lớn lên tôi phải cho nó đi học, rồi cũng phải dựng vợ gả chồng cho nó, rồi nó có con tôi phải lo cho cháu của tôi nữa. Nhà vua nói: thôi ta cho ông hết cả đống châu báu đó, ông lấy đi. Thì khi đó Đức Phật Ngài mới thể hiện thần thông, trở lại hình hài của một vị Phật. Lúc bấy giờ nhà vua ngỡ ngàng, và vì ông chưa bao giờ gặp Đức Phật mà bây giờ được thấy một người ôm bình bát, đầu trần, đi chân đất, phong thái đỉnh đạt, hiện tướng của một vị thánh nhân xuất thế, mà từ trước đến nay ông chưa bao giờ gặp ai có một cái dung mạo tuyệt vời như Đức Phật. Ông mới sụp xuống, ông đảnh lễ Đức Phật. Và Đức Phật mới nói rằng: này đại vương, của cải vật chất chỉ là cái ở bên ngoài, chính tấm lòng, cái đó mới là quan trọng. Vì sao thưa đại vương? Vì tấm lòng của đại vương, vì nhân dân, vì những người đang nghèo khổ mà đại vương ban phát cho họ của cải châu báu, đó chính là đại vương đang cho họ tình thương. Và chính tình thương này làm cho những người dân càng tôn kính đại vương, và con cháu nhiều đời sau của họ cũng tôn thờ và ca ngợi đại vương. Thưa, thì sau đó ông nghe những lời như vậy thì ông liền đảnh lễ và cầu xin Đức Phật cho ông được học hỏi giáo pháp của Phật, và nói đúng là cho ông được thọ giới, ông được quy y. Thưa, câu chuyện mình ngưng ngang đây, và có cái mình cần phải thấy thế này. Thật sự ra ở trong cuộc đời mình tự nhìn nhận bản thân mình là khổ rồi, đúng không? Đời sống vật chất để kiếm manh áo chén cơm đối với mình nó cũng khổ. Nhưng thưa các vị, mình khổ nhưng chưa đến nỗi là quá khổ, bởi vì mình cũng còn có cái nhà để che mưa che nắng, cơm ngày cũng 3 bữa,
no cái bụng, cũng có chiếc xe cọc cạch để đi tới đi lui, vân vân. Nói chung trong cuộc đời về vật chất mình không phải dư giả, nhưng không đến nỗi là quá thiếu thốn. Nhưng có những con người họ khổ, khổ vô cùng khổ. Nhà cũng không có ở, cơm cũng chẳng có đủ no bụng. Đôi khi cũng chẳng có người thân quyến. Giữa cuộc đời biết bao nhiêu người, nhưng họ chỉ một mình trơ trọi, không có thân bằng quyến thuộc, bà con hàng xóm chi hết. Đó mới chính là những người thật khổ, rất khổ. Và lúc bấy giờ xã hội cần có những con người quan tâm đến những con người khổ ấy. Hình ảnh của một vị vua một hôm tự nói với mình rằng: lâu nay ta bỗng nhiên quên hết tất cả thần dân trong nước ta. Trong đất nước ta còn rất nhiều người rất nghèo khổ. Vậy ta phải làm cái điều gì đó cho họ. Đây cũng là chính cái điều mà mình cần phải hỏi chính bản thân mình. Cuộc đời này có rất nhiều người khổ, mình có thể giúp được họ cái gì? Và đương nhiên, thưa các vị, tôi nhớ không lầm là Khổng Tử ông có nói một câu là: thay vì ta cho người đó con cá thì hãy dạy họ cách câu cá. Câu nói này rất là hay. Nó mang một cái tính là thúc đẩy nhau đi lên và xây dựng một đời sống phát triển. Nhưng các vị phải biết rằng nếu như mình biết câu cá, mình mới có thể dạy họ cách câu cá. Còn mình không biết câu cá thì cho họ con cá vẫn hơn là không cho họ cái gì. Và cũng thế, trong đời sống cần lắm cái lòng nhân ái của con người đối với con người. Nhân ái là gì? Nhân ái đó chính là tình thương mà con người dành cho con người. Và tình thương đó không hề có mục đích, không hề có mong cầu và không hề có vụ lợi ở phía sau. Đó là lòng nhân ái. Nhưng thường chúng ta giúp đỡ nhau thường có mục đích. Chúng ta giúp đỡ nhau thì có cái âm mưu gì đó, cái nhu cầu, cái nhu yếu gì đó ở phía sau. Chứ không bao giờ giúp đỡ nhau bằng con tim trọn vẹn, bằng tấm lòng trọn vẹn. Thế cho nên cái việc mình thương người thật sự ra nó không có khó, không tốn tiền, không có tốn tiền để thương một người. Đâu phải là tôi muốn thương người đó, cái giá thương người đó là phải bao nhiêu tiền đâu, không hề. Nhưng mà thường mình làm không được, đó chính là bởi do cái ích kỷ trong người mình quá lớn. Ích kỷ trong người mình rất là lớn. Cái gì mình cũng muốn dành cho bản thân mình, nhưng để chia chác một chút cho người khác thì không bao giờ được. Ở trong nhà Phật có câu là gì? Kho đụng chất đầy chưa từng bố thí. Nếu mà giá như có đem củ cải ra cho thì dường như là cắt thịt cho người đau đớn khôn tả. Đó là diễn tả cái lòng ích kỷ, hẹp hòi và bõn sẻn của tất cả chúng ta. Đức Phật nói rằng: này đại vương, của cải mà đại vương cho người ta đó là vật ở bên ngoài, nhưng chính tấm lòng của đại vương đó là cái quan trọng. Bây giờ mình thương người, mình giúp đỡ người ta bằng nhiều cách, chứ không nhất thiết phải cho lon gạo, cho thùng mì hay là cho chén cơm mới gọi là cái cho. Còn nhiều cách để giúp đỡ, để quan tâm, để thể hiện cái lòng nhân ái của mình. Nhưng thường mình không làm được điều đó. Và thưa các vị, đây là câu nói mà Đức Phật ngài bắt chúng ta phải nhớ: của cải vật chất là cái ở bên ngoài. Vì sao vậy? Vì sao Đức Phật nhắc chúng ta như vậy? Vì chúng ta đánh giá của cải vật chất nó vượt xa cái mức, vượt xa cái giá trị hiện tại mà nó có được. Vì với chúng ta của cải vật chất nó là cái gì đó quan trọng, thiết yếu cho đời sống. Và có khi mình đem nó, mình so sánh với tình cảm. Có những con người thà chấp nhận mất tình cảm với nhau
mất tình huyết thống, mất tình anh em, mất tình huynh đệ, mất tình thầy trò, chứ không hề để mất của cải. Chúng ta đã quen với cái việc đánh giá khiến cho cái vật chất nó vượt trội hơn tình cảm. Đó là cái lỗi lầm của mình. Và bây giờ cái điều chúng ta cần phải học và nhớ lời của Đức Phật, đó là của cải vật chất là cái ở bên ngoài. Nói như vậy không có nghĩa Đức Phật kêu chúng ta các ông hãy đem của cải vật chất đem đổ đi. Không, Đức Phật muốn chúng ta phải sử dụng nó như thế nào cho xứng đáng, và hãy xem nó đúng như cái giá trị của nó có. Và thưa với đại chúng, có một anh thanh niên đến hỏi Đức Phật rằng: Bạch Thức Thế Tôn, tại sao con nghèo hoài vậy? Đức Phật nói rằng tại con không biết bố thí cho nên con nghèo. Anh mới thưa rằng: Thưa Thế Tôn, con nghèo vô cùng, chẳng có cái gì hết thì lấy gì mà bố thí? Đức Phật nói: Tuy con không có một vật gì để bố thí, ở cái thế giới vật chất, nhưng con có 7 thứ mà có thể bố thí. Con có 7 thứ để bố thí. Đó là gì? Nhan thí, ngôn thí, tâm thí, nhãn thí, thân thí, tọ thí và phòng thí. Nhan thí là gì? Nhan thí tức là nụ cười. Con bố thí được cho người nụ cười. Chúng ta có nụ cười, và xin thưa nụ cười không bao giờ mất tiền để mua, nhưng chúng ta thường không cười với nhau được. Mình hay một cái là mình gặp nhau, mình trợn mắt, mình nhíu mày, mình nhăn nhó với nhau thì được, chứ còn mình cười với nhau lại cười không được. Mà phải hiểu cho rằng mình mà bố thí, mình tặng cho người khác một nụ cười thì tự nhiên người đó sẽ tặng lại mình nụ cười. Điều này rõ ràng. Mình cáo gắt, mình trâu mài, mình phùng mang, trợn mắt với người khác thì tất nhiên người ta cũng tặng lại mình cái cù lôi thôi, còn không là giật cho mình một chỏ. Đó là tất nhiên rồi, không chạy đâu khỏi. Nghèo cỡ nào nghèo cũng có nụ cười để bố thí. Mà nụ cười đó là gì? Nụ cười đó chính là lòng hỷ xả, đó chính là sự yên bình. Chúng ta thì không thích hỷ xả, không thích yên bình, bởi vì gặp nhau đâu có cười được. Nụ cười là nhan thí. Thứ hai là ngôn thí. Ngôn thí là lời nói ái ngữ, lời nói có sự thương yêu, lời nói hiền lành. Mà cái người có cái ái ngữ thì người khác rất thích nghe họ nói, rất thích được ngồi chung với họ để nghe họ nói chuyện này nói chuyện kia. Bởi vì họ có nói bất cứ chuyện gì thì trong những lời nói đó cũng chứa đựng tình thương yêu. Nhưng chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta nói cái chuyện gì? Có ái ngữ không? Có thương yêu trong lời nói không? Có không? Không có, ít lắm. Mình ngồi lại với nhau thì không nói xấu bà này, cũng nói xấu ông kia, rõ ràng như vậy. Mà cái lạ nha, lạ lắm. Mình thấy Phật tử tới chùa trước giờ tụng kinh hay là sau giờ tụng kinh cũng vậy. Chỉ có giờ tụng kinh là lo tụng không nói được thôi, chứ còn mà trước giờ tụng kinh, cách đánh kẽn hoặc là khi đánh kẽn rồi mà cũng còn ráng ngồi nói cho hết cái câu chuyện rồi mới lên xá tổ để tụng kinh. Còn không, vừa tụng kinh xong là kiểu như là nãy giờ mà mình bị cấm khẩu rồi đó, vừa xong là bắt đầu nói ào 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 ào, bước ra khỏi nhà tổ là nói xong luôn, nói rầm 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 luôn. Hồi đó mình hay có cái, trong cái khóa tu mình hay có cái
cái tu tổ chức một ngày mà một ngày thinh lặng, có nghĩa là im lặng hết, ai mà mở miệng nói một tiếng thì người đó bị đánh rớt khỏi khóa tu. Và đó tôi tổ chức cái này ở ngoài chùa Hà Tân ở Quảng Nam, rất là thành công, rất thành công. Ngày tu khoảng được 250 người đó, nhưng mà lần đầu tiên là rớt khoảng trên 50 người. Tới ngày thứ hai là rớt khoảng 20 người. Và từ từ như vậy không ai rớt. Tôi cấm mà, cấm nói chuyện. Và mấy bà già ở miền Trung là thích hút thuốc và ăn trầu, tôi cũng cấm luôn. Cấm hút thuốc, cấm ăn trầu, cấm đi ra khỏi chùa. Tất cả ở trong khuôn viên của chùa để dễ kiểm soát. Ai mà mở miệng vừa mới nói một tiếng là mời cởi áo tràng ra, cho đi xuống nhà bếp, ngồi ở đó tu ở dưới nhà bếp, không cho lên chánh điện nữa. Không phải mình ác, nhưng mà mình làm như vậy á là để làm gì? Để cho Phật tử mình tập quen dần với cái việc im lặng. Bởi vì ở nhà đâu ai nói, mình nói với con mình nó nghe chán quá rồi, mỗi khi mình mà nói cho nó bỏ đi. Rồi ông chồng mình mà mình vừa nói ông mấy chục năm lải nhải bên lỗ tai ông chịu hết nổi rồi, mình vừa tính nói là ông mở karaoke lên ông ca. Còn ai đâu nói xuống chùa cái gặp mấy bà ngồi xuống lại nhau thích quá, ui tha hồ nói đã. Cho nên nhiều khi đi chùa cũng phải tụng kinh, đi chùa để được nói, có người nghe. Đó cũng là cái mà chúng ta nói, nhưng mà nói thường đem lại bất an, đau khổ cho mình và đau khổ cho người. Cho nên cái lời nói đó không phải là ái ngữ, mà cái lời nói đem lại được sự yên bình, an vui cho mình và cho người, đó chính là lời nói ái ngữ. Nói được như vậy thì nên nói, còn nói để gây đau khổ cho mình, cho người, gây cái sự hiềm khích giữa mình và người, giữa người này với người kia, thì tốt nhất đừng nên nói. Thứ ba đó là gì? Là tâm thí. Tâm thí tức là tâm thương yêu và lòng và cái tâm biết ơn. Tâm biết ơn. Mình thương yêu một người là bởi vì người đó họ có ơn với mình, họ giúp đỡ mình cái này, giúp đỡ mình cái kia. Chứ thường thì mình ít có thương yêu cái người mà họ không có ơn, không có nghĩa, không quen biết gì với mình không có thương yêu được. Nhưng các vị phải nhớ cho rằng Đức Phật Ngài nói rằng hãy tập thương những người gần với ta nhất, đó chính là cha mẹ ta, sau đó là ông bà, là anh em, rồi tiếp nữa là hàng xóm láng giềng, và tiếp nữa là những người ở xa mà ta chưa từng quen biết. Rồi cuối cùng phải thương luôn cho được cái người họ làm ta đau khổ, phải thương luôn. Thương được như vậy mới chính là cái tâm thí, đó mới là lòng thương cao cả vĩ đại. Còn tâm biết ơn thì thật sự ra trong cuộc sống này là cuộc sống tương duyên. Cuộc sống tương duyên, tất cả mọi con người nương nhau để mà sống, nương nhau để mà sống. Tôi nói sơ cái chỗ tương duyên này cho các vị. Thí dụ hàng ngày mình ăn cơm, mình ăn cơm là mình nhớ ơn người, người trồng lúa. Mà người trồng lúa tự nhiên họ có thể làm ra cái lúa được không? Không, cũng phải có người nào đó bơm nước, rồi cũng có người nào đó bán phân, có người nào đó bán thuốc, rồi mình cũng phải mang ơn tiếp tục với những người đó. Ăn hạt gạo, ăn hạt gạo nè, hạt gạo này có ra từ công sức của nhà nông, nhưng rồi nhà nông đó một mình họ cũng không thể làm ra được hạt gạo, mà cũng phải qua thuốc, nhà máy sản xuất thuốc, sản xuất phân bón, rồi tùm lum đủ thứ hết. Đó chính là sự tương duyên. Trong cuộc sống này con người nương nhau để mà sống, mà một khi nương nhau để mà sống thì tức là có ơn nghĩa, ơn nghĩa lẫn nhau. Như vậy thì trong cuộc sống này chúng ta mang ơn tất cả, mang ơn tất cả.
ơn đất trời che chở, ơn cha mẹ sanh thân, ơn bà con quyến thuộc, ơn rất nhiều những cái ơn. Thứ tư là gì? Thứ tư là nhãn thí, tức là bố thí cái nhìn của con mắt. Bố thí cái nhìn của con mắt. Các vị có nghe cái câu mà nhìn nhau bằng con mắt hình viên đạn chưa? Có bao giờ sử dụng cái nhìn nhau bằng con mắt hình viên đạn không? Nhìn con mắt hình viên đạn nghĩa là cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nhìn, cái nhìn đó hình như là, không biết tôi có nhìn ai như vậy chưa, không biết. Chắc chưa đâu. Nhưng mà có nhiều người nhìn tôi như vậy rồi đó. Tại đi gây oán thù nhiều quá. Xin thưa, bố thí ở cái nhìn có nghĩa là ánh mắt hiền từ. Nhìn tất cả mọi người bằng một cái nhìn của lòng bao dung, của sự thương yêu mà không hề có hiềm khích. Cái nhìn của con mắt nó quan trọng. Vì sao? Vì con mắt nó chính là cửa ngõ của tâm hồn. Khi cái lòng mình thương một người hay ghét một người hay giận một người, thì chính cái nhìn của mình nói lên với người đó là tôi đang giận anh, tôi đang giận chị, tôi đang thương anh, tôi đang thương chị. Vì khi mình giận, con mắt mình nó sẽ đỏ lên, nó rất là dữ. Còn khi mình thương yêu thì con mắt của mình rất là hiền, rất là duyên dáng. Mất một câu đường hoàng. Và sau đó là thân thí. Thân thí tức là những hành động của thân. Những hành động của thân giúp đỡ người khác, che chở người khác, làm cho người khác vơi đi nỗi khổ niềm đau, giúp họ qua, vượt qua được những hoàn cảnh khó khăn, vân vân. Đó chính là thân thí, tức là những hành động giúp đỡ và đem lại lợi ích cho người khác. Thứ sáu là tọa thí, tức là nhường cái chỗ ngồi, bố thí chỗ ngồi. Mình tới chùa, thí dụ mình tới trước và tới giờ tụng kinh mình lên mình đứng trước, nhưng mình biết rằng có một người đó muốn đứng ở cái vị trí của mình, à nếu muốn như vậy mình nhường, đó cũng là cách bố thí, bố thí chỗ ngồi. Cũng vậy, và bố thí chỗ ngồi này muốn nói với nhau rằng trong cuộc sống này có người tranh giành nhau về quyền lực, về địa vị, họ sát phạt nhau, nhưng mình đừng nên tranh giành. Đó cũng là cách bố thí. Và cuối cùng đó chính là phòng thí, đó chính là lòng bao dung. Lòng bao dung của con người, lòng bao dung này thì con người khó làm được, bởi vì bao dung có nghĩa là tha thứ cho tất cả những lỗi lầm mặc dù người đó làm cho mình đau khổ. Bao dung có nghĩa là ôm trọn người đó bằng một cái tình thương vĩ đại mà không hề có ích kỷ, dù người đó có ơn với mình hay không ơn, hoặc là người đó có oán có thù, mình vẫn tha thứ và thương yêu họ như những người đem đến cái ơn cái nghĩa cho mình. Đó chính là bảy cái mà Đức Phật muốn nói rằng một người nghèo dù không có của cải, không có vật chất, mình vẫn có thể bố thí được. Và khi mình bố thí như thế thì sẽ giúp cho cái thiện căn công đức từ nơi các căn của mình, trong cái thân của mình và tâm của mình ở kiếp này nó được an vui, nó được tươi mát, và nhiều kiếp về sau nó luôn tốt đẹp và nó được người khác nhìn thấy, người khác trông thấy, người khác nghe đến, thì luôn đem lòng thương yêu và cung kính. Chẳng hạn như Đức Phật, Ngài cách chúng ta đã rất là xa, nhưng vì Đức Phật có mặt ở trong cuộc đời, Ngài đem hết tất cả để bố thí cho chúng sinh. Và chúng ta cách Ngài rất xa, nhưng tới ngày hôm nay mình nghe tới cái danh hiệu của Đức Phật, nghe đến Phật Thích Ca, nghe đến cái danh hiệu của Phật A Di Đà, tự nhiên lòng chúng ta khởi lên cái gì đó rất là cung kính đối với quý Ngài. Đó là bởi do cái công đức mà bố thí của các Ngài đối với chúng sinh. Xin thưa, vì vậy chúng ta cần phải thực hành theo lời của Đức Phật dạy, bởi không phải đem của cải cho người khác mới là cái bố thí trọn vẹn, mà chính chúng ta
đem tình thương yêu cho người khác, đó mới chính là cái bố thí trọn vẹn. Như mấy đứa đệ tử ở trong nhóm hương từ của tôi đó, tôi thường hay nói tụi con làm được cái việc từ thiện đó là điều rất tốt, nhưng tụi con phải biết rằng có những người họ đón nhận món quà mà tụi con tặng cho họ đó, thì con phải hiểu rằng không phải là họ là người mang ơn của con, mà con phải là người chịu ơn của họ, mang ơn họ. Bởi vì nhờ có họ nhận món quà mà tụi con có được một cái nhân duyên làm được việc bố thí. Bởi nhờ có họ đón nhận món quà của tụi con mà tụi con có thêm được chút phước báo. Bởi nhờ có họ đón nhận món quà của tụi con mà tụi con một lần nữa được trải lòng thương yêu. Thế cho nên mới biết rằng cái việc mà mình đem của cải đến mình cho người khác, mình tặng người khác, đó chính là cái việc mà mình cần phải mang ơn họ, chứ không phải họ mang ơn mình. Và ở sẵn đây mình cũng nói luôn ở cái điểm này, vì có vài Phật tử họ nói thầy Minh Thiền với thầy trì chùa Thanh Hòa rất là giàu, cho nên thường xuyên tổ chức đi từ thiện, hầu như là tháng nào cũng đi. Nhưng tôi xin đính chính lại là tôi với thầy trụ trì chùa Thanh Hòa không có giàu, không có của. Những cái mà chúng tôi đi làm từ thiện đó là những cái mà chúng tôi xin của người khác, xin của người A để đem đến tặng cho người B. Chúng tôi chỉ là trung gian, là chuyến xe để chở quà đến thôi, chứ chúng tôi không có của cải. Thú thật với các vị, ngay từ lúc đầu tiên mà anh em chúng tôi chung tay góp sức để lập ra cái nhóm từ thiện Hương Từ á, những ngày tháng đầu mà lên kế hoạch đi từ thiện thật sự ra lo lắm. Bởi vì tôi nói chứ tôi cũng sĩ diện cao lắm, từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi ngửa tay để xin ai một đồng một cát nào hết, chưa bao giờ có điều đó. Tôi quen cũng rất nhiều Phật tử cũng tương đối là khá giả, tôi biết rằng tôi xin họ được, tôi xin họ là cũng được đó, nhưng mà không bao giờ tôi xin bất kỳ ai một cái gì. Nếu có ai mà nói thầy Minh Thiền đã từng xin tôi cái đó thì muốn cái gì tôi chịu hết, chưa bao giờ. Nhưng mà rồi các vị biết có cái nhóm từ thiện rồi, khi mà lên kế hoạch đi một chuyến từ thiện như vậy đó, vài chục triệu, lấy tiền đâu ra, lấy tiền đâu ra. Rồi thì tự mấy đứa học trò trong nhóm nó kêu gọi, nó xin này xin người kia, đủ thiếu gì thì tôi với thầy trụ trì ở đây cũng ráng móc tiền túi của mình ra. Móc tiền túi của mình ra thì có nhiêu thì mình móc ra hết. Hằng ngày mình đi cúng, đi giảng được nhiêu đó mình đem ra, mình đi từ thiện. Nhưng rồi sau này, với những việc chúng tôi làm bằng cái tâm của mình, đối với cuộc đời, đối với những con người nghèo khổ, cho nên chúng tôi luôn tin chắc rằng bên cạnh chúng tôi luôn có những con người đồng hành. Và ngoài những con người hảo tâm đồng hành thì luôn có chư thiên, thiện thần, hộ pháp, các ngài cũng theo ủng hộ. Tôi rất là tin sâu điều đó. Nên sau này tôi giao cho những đứa học trò của chúng tôi lãnh đạo đến làm việc. Và mọi việc, mọi cái kế hoạch của mấy đứa nó lên, nói rằng sư phụ ơi, chuyến này đi 70-80 triệu, 50-60 triệu, cả 100 triệu, đi có nổi không sư phụ? Tôi nói rằng tụi con cứ lên kế hoạch và khẳng định mình ngày đó sẽ tặng ở nơi đó bao nhiêu phần quà. Hãy tin rằng nhóm mình sẽ làm được. Hãy tin rằng nhóm mình sẽ làm được. Và xin thưa, nhờ sự hộ niệm của tất cả chư vị thiền thần hộ pháp và sự ủng hộ của tất cả các mạnh thường quân, cho nên tất cả những chương trình mà có nhóm Hương Từ nêu lên đặt ra, tất cả đều làm được. Và tôi với thầy Giác Tâm cũng cảm thấy rất là vui, vì những cái mà hoài bão, những cái mà anh em chúng tôi từng mơ ước, bây giờ nó thành tựu.
Và không có nghĩa là khi chúng tôi làm được việc từ thiện là anh em chúng tôi giàu. Các vị hiểu thế này, hiểu cho điều này. Nhiều người nói rằng thầy Giá Tâm đâu cần phải cúng dường ổng, ổng xây cái này xây cái kia cần gì cúng, tiền nhiều quá mà, tiền đâu ra. Xin lỗi nói thiệt á, cái này là mình người nhà với nhau mình nói. Ổng xây lại cái nhà khách cũng phải đi mượn tiền. Điều này các vị đâu biết, nhưng mà tôi biết. Ổng xây lại cái phòng này nè, mấy cái giải phòng này để cho chư tăng ở nè, Phật tử ở, cũng phải đi mượn tiền. Cũng phải đi mượn tiền về làm. Và nhiều người nói rằng vậy tại sao tiền đâu để đi từ thiện? Ủa, tiền đi từ thiện là cái tiền mà người khác gửi chúng tôi đem đến cho người khác, chứ chúng tôi có gì đâu. Chúng tôi đâu có gì đâu. Và chúng tôi đâu có thể nào lấy tiền của người đó để đem về làm việc riêng của mình. Không làm được điều đó. Và chúng tôi cũng không bao giờ làm điều đó. Đây là nói để các vị cảm thông cho thầy trụ trì ở đây. Chứ tôi nghe nhiều Phật tử nói thầy của con nhiều tiền lắm vì thầy con làm trưởng nhóm Hương Từ mà. Mà nhóm Hương Từ tháng nào cũng đi từ thiện mấy chục triệu, mấy chục triệu. Thưa, đó là tiền của tất cả các vị mạnh thường quân ủng hộ cho nhóm Hương Từ, chứ chẳng phải là ủng hộ riêng cho anh em chúng tôi. Đây là điều mà tôi mong các vị lưu tâm dùm và thông cảm, hiểu cho thầy trụ trì ở đây. Còn với tôi, các vị hiểu hay không hiểu cũng không sao. Rồi mình trở lại vấn đề. Tôi nói với các vị đó chính là lòng nhân ái, là tình thương của con người dành cho con người. Bởi vì sao mà chúng ta cần dành tình thương cho nhau? Đây là vấn đề và đây là câu hỏi. Điều thứ nhất, cuộc sống của chúng ta là tương duyên với nhau mà sống. Chúng ta không thể tách ra khỏi xã hội để mà sống. Chúng ta sống là phải có gia đình, có xã hội. Như vậy thì sống giữa một đoàn thể xã hội tương duyên nhau để mà sống, người này nương tựa người kia nương tựa người nọ, một dòng nương tựa lẫn nhau, đó chính là một sự nâng đỡ, che chở nhau trong vô tình. Và điều này chúng ta ít có nhìn nhận ra. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có tiền, mua được cái này, mua được cái kia, đó là những cái của chúng ta. Chúng ta không cần biết ơn bởi vì đồng tiền chúng ta bỏ ra. Chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta sai. Cái áo chúng ta mặc đồng ý là tiền chúng ta bỏ ra, nhưng có người dài công dệt, rồi thợ phải may, mà thợ may không đâu được, phải có người xe chỉ, vân vân, đủ thứ hết. Đó chính là một mối tương duyên giữa xã hội này. Cho nên cần phải có tình thương với những người đã nâng đỡ, đã che chở, và những người sống xung quanh chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong cuộc đời này còn rất nhiều người đau khổ, rất nhiều người đau khổ về của tiền, về vật chất. Chúng ta có thể giúp đỡ họ dù một chén cơm, một gói mì hay một lon gạo, thì đó cũng là cái để cho họ thấy rằng xã hội này còn có rất nhiều người quan tâm đến họ, để họ có thêm nghị lực để mà vượt qua được những cái đau khổ đó. Điều thứ ba, tại sao chúng ta phải có lòng nhân ái? Bởi vì chính bản thân chúng ta đã chịu quá nhiều đau khổ, và khi chúng ta có những đau khổ đó, chúng ta muốn có người đến bên cạnh chúng ta để cùng chia sẻ với chúng ta những cái đau khổ này. Thì đổi ngược lại, người khác khi họ đau khổ cũng cần có người đến bên cạnh để chia sẻ với họ. Đây là điều không thể chối cãi được. Và xin thưa, tôi còn nhớ Đức Phật một lần, Ngài có dạy một vị cư sĩ. Vị cư sĩ đó đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và cầu xin Đức Thế Tôn chỉ cho con một cái phương pháp nào để con có thể thương yêu được những người làm con đau khổ.
Đức Thế Tôn mới nói với người đó rằng: này Thiện Nam, con hãy nhớ cho rằng những điều mà người khác gây bất an, gây đau khổ cho con ngày hôm nay, đó chính là cái giá mà con phải trả cho những hành động con đã gây đau khổ và bất an cho họ ở ngày hôm qua, tức là nhiều kiếp về trước. Vậy thì con hãy tự nhìn nhận những lỗi lầm về bản thân của con và đừng bao giờ có ý niệm trách hờn đối với những người đó. Và con hãy nghĩ rằng tất cả những người đó là những người đang giúp con trả đi tất cả những cái nợ trong dòng luân hồi sanh tử này. Cũng vậy, chúng ta cũng phải học bài học này. Với những con người đem đến cho ta được niềm vui, sự hạnh phúc, chắc chắn một đời này chúng ta khó quên họ lắm. Và những con người đem đến cho chúng ta nỗi khổ, niềm đau, rõ ràng là sống để bụng chết chúng ta, ta mang theo, đem sống quyệt sâu cũng vẫn còn hận. Nhưng thưa các vị, tất cả những điều đem đến cho ta hạnh phúc, cho ta niềm vui, hay là những người đem đến cho ta bất an đau khổ, tất cả đó chính là cái giá mà chúng ta phải chịu, đó chính là cái quả mà chúng ta phải nhận cho những cái hành động của ngày hôm qua chúng ta đã làm, mà Đức Phật đã dạy rất rõ. Như vậy thì cuộc đời này ở ngày mai chúng ta sẽ tươi sáng nếu như trong hiện tại ta đem tình thương của mình ban hết cho tất cả. Rồi ngày mai chúng ta sẽ đón nhận được muôn ngàn tình thương của mọi người dành cho chúng ta. Đó là tinh thần nhân quả, Đức Phật dạy rất rõ. Như vậy thì chớ có khờ dại mà ngày hôm nay chúng ta gây đau khổ cho nhiều người, để rồi ngày mai chúng ta phải quằn quại trong đau khổ bởi do những hành động của ngày hôm nay chúng ta làm. Như vậy thì lòng nhân ái giữa cuộc đời này rất cần thiết, rất là quan trọng và không thể thiếu cho sự sống. Thôi hôm nay chúng tôi nói với các vị ít thôi, để thầy trụ trì lên sám hối xong các vị còn về. Và chúng ta đã nói chuyện với nhau được 45 phút, tôi muốn đúc kết lại nói với các vị một điều rất là ngắn, rất là nhỏ, đó chính là tình thương không thể thiếu giữa cuộc đời. Ai sống thiếu tình thương, người đó tuy sống nhưng với những bậc hiền thánh họ đã chết, và họ chỉ là một cái xác không hồn đang có mặt giữa cuộc đời. Xin cảm ơn các vị ngồi lắng nghe và chúc các vị nhiều sức khỏe. A Di Đà Phật.